Hi, xin chào các bạn, và mình là Toja. Hiện tại mình đang là concept artist cho một công ty về game ý. Và chào mừng các bạn đến với lớp học anime character của mình. Và lớp học này được xây dựng cho một nghề mới. Mình xin nhận mình là một người mà chưa biết gì về vẽ anime hoặc là chưa biết gì về vẽ và đang có nhu cầu tìm hiểu. Thì ở trong lớp này, mình sẽ là người hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn có thể làm quen với việc vẽ anime. Và các bạn sẽ hiểu rõ lộ trình học của các bạn như thế nào nha. Và các bạn sẽ cùng mình trải qua năm khóa, đó là khóa đầu tiên, chính là khóa cơ bản nhất, đó là khóa Sketch and Line. Thì đầu tiên các bạn sẽ được làm quen với vẽ digital painting trên máy tính, cụ thể là phần mềm Medibang Paint Pro. Thì ở trong khóa này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luyện nét như thế nào cho đẹp và vẽ step by step trên cái khuôn mặt của người ấy, để có thể vẽ được một nhân vật bản thân. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ dễ dàng anime trắng đen hoặc là có thể là lên một cái lớp màu base cơ bản nhất ấy, cho nhân vật của các bạn, để từ đó các bạn có thể tự vẽ ra cho mình những cái tác phẩm đầu tiên ha. Thì các bạn lưu ý ở khóa này mình chỉ có dạy về bản thân thôi nha. Và tiếp theo đến với khóa thứ hai, đây là khóa học về màu sắc của mình. Thì ở trong khóa học này các bạn sẽ được dạy cách để làm thế nào để mà tô một cái nhân vật anime cho nó thật là đẹp ha. Và tất nhiên là mình sẽ chia nhỏ ra những cái bộ phận riêng, như là làm thế nào để tô da, làm thế nào để tô mắt, làm thế nào để tô tóc, chân tay các thứ đấy. Và tất nhiên là mình sẽ hướng dẫn step by step rất là cụ thể và các bạn có thể dễ dàng mà nắm bắt nó ha. Và không những vậy thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm thế nào để phối màu cho đẹp, hay là hướng dẫn cho các bạn lên sáng tối như thế nào và hoàn thiện nhân vật bằng cách như thế nào, và thậm chí rằng là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý nền cơ bản. Và tất nhiên là cái cách trang trí nền đó nó sẽ khiến cho nhân vật của các bạn trở nên bắt mắt hơn và đẹp hơn nha. Và sau khi các bạn học xong khóa thứ hai rồi thì chúng ta sẽ đến với khóa thứ ba, đó là vẽ full body và chibi style. Thì giống như là bổ sung cho hai khóa trước thì ở khóa này các bạn sẽ được học nâng cao hơn một chút, đó là các bạn sẽ được học về cách dựng hình toàn thân và từ các cái tỷ lệ người cơ bản ấy, các bạn sẽ biết cách dựng hình làm thế nào cho đúng, cho đẹp. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lên một lớp trang phục cơ bản và hướng dẫn cho các bạn cách render tổng thể cho nhân vật của mình luôn. Và cái sự thú vị của khóa học này là các bạn còn được học cách để mà chuyển thể nhân vật của mình sang cái dạng chibi tăng sự đáng yêu ấy, mà có thể in ra thêm các cái sticker móc khóa. Chắc là các bạn không còn xa lạ với cái kiểu vẽ chibi style đúng không, kiểu nhỏ nhắn dễ thương, làm thế nào để mà tối giản những cái chi tiết trên một cái nhân vật tỷ lệ thương mà nó phức tạp để có thể thu nhỏ lại thành một cái dạng chibi nhỏ nhắn được. Thì ở khóa học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm điều đó nhá.